Đấy. Đây, chúng ta cùng đi xem con ngựa này. Đi. Đây là con gì đấy? Ngựa. Đây là con gì? À, mọi người, con ngựa này. Ui. Đây, thỏ bên này mọi người. Đây, thỏ đây. Đây, đây là chúng thỏ nha. Đấy. À, tí nữa lắng lên nó khô cái vườn này xong rồi là các cô thả thỏ nhá. Sang chuồng cừu đi. Dê kìa, sang chuồng dê kìa. Đi sang chuồng dê đi. Ngựa vằn bằng ấy mà. Hey, hôm nay gia đình mình đi du lịch bản ven mọi người ơi. Bản ven xanh à. Đấy. Ấy, nghe từ xa nghe tiếng kêu rồi. Ê, nó gọi tôm ấy, tôm ơi. Nó gọi tôm kìa. Nó gọi tôm ấy. Ô, hôm nay người ta chưa thả ra đây rồi. Người ta chưa thả cừu ở đây rồi. Mọi lần người ta thả ở đây cơ. Hôm nay chắc là mưa. Mưa. Dê hay cừu? Nhìn lông như lông cừu ấy nhỉ. Đúng rồi, đúng. Thấy cái đầu rồi. Con gì đấy? À tôm. Con gì đấy? Dê. Dê à? Cừu. Đấy, cừu này. Đấy. Vuốt bẩn. Đấy, vuốt đầu nó. Vuốt mũi, vuốt mũi à. Đấy, vuốt mũi này. Đấy, tôm ơi. Tôm. Đấy. Không kêu. Đấy, tôm ơi. Này. Bế xong thì. Đấy. Kêu, 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 kêu. Cắp, cắp mày, cắp mày, cắp. Cắp đi. Kêu đang ăn đấy. Tôm ơi. Sạch thì cũng đi, cứ đi ra cho bẩn. Sờ đi, xài sờ vào kia. Sờ rồi. Sờ đi, cho sờ nữa nhá. Đấy. Chụp ảnh đấy, sờ đi. Nào sờ, chú quay phim à? Chú quay lên TV nhá. Nào. Đấy, sợ. Không sợ. Đấy. Chú quay lên TV nhá. Và kênh Cao Kiên TV để xem nhá. Ơi. À, con hiêu đấy à? Ờ, hiêu ấy. Ừ. Con vịt đang gì? Đang bơi kìa. Ờ, con hiêu sao ấy? À đây con hiêu con này. Cả nhà mình ơi. Này, con hiêu sao con này. Đấy, con hiêu con này. Mẹ vừa đẻ ra. Ê, con hiêu con ấy. Đây, đây con hiêu mẹ ạ. Vừa để ra con sông. Ừ. Cái gì? Đấy. Kêu con gì mà đẹp thế? Ừ. Đi đường này mà. Đi bên này. Đi bên này được, đi thẳng đây được. Đi thẳng đây được. Đi thẳng đây, đi thẳng đây. Đi thẳng đây một chút nào. Tôm ơi, đi cùng bà nhá. Fly cam. Nè đây.
Đôi bạn trẻ đấy ở một leo đây à? Dạ. Yeah. Chào nhá. Đấy là đôi bạn trẻ ở trong leo này đấy. Đây đang xuống dòng suối suối nhá, nước chảy rất rách. Đó. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn kia đến chủ nhật thứ bảy mà được nghỉ ngơi thì là đến bản Ven Xanh nhé, tham quan du lịch. Đây là các lều để nghỉ mát nhé, trong vườn phấn xanh nhé. Dòng suối nhỏ chảy vòng quanh của bản Ven Xanh nhé.
cảnh đấy. Đó. Bạn nhá, đây con dê cụ nhá. Đấy. Đó. Con dê cụ. Bé 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 bé. Đó các bạn nhá. Các bạn giờ mới ăn sáng xong ạ. À, đây là Cao Kiên TV nhá. Cao Kiên TV. Các bạn nhá, đây là xe cổ ngày xưa nhá. Con xe cổ ngày xưa. Bây giờ này làm cái ấy để là trang trí khu du lịch nha. Không làm gì được. Đây các bạn nhá. Dòng suối nhỏ chạy quanh bản ven xanh nhá. Đấy. Qua mạng đi. Bản ven xanh. Xem giao như này, xem cả các từng nhỏ lắm. Làm quả cần câu như này. Đấy hay xem một tuyến nhỉ. Rất đông nha. Xem đến tận 11 giờ. Đây chắc kia. Vâng, chào anh nhá. Xin chào nhá. 500.000 khán giả. Vâng, 500.000 khán giả hôm nay là đại diện cho nhóm đoàn nhà báo Rừng Xanh. Vâng, hôm nay đi khám phá ở thác Bản Ven. Vâng. Này lên đầu trắng nhất. Kia trong kia trong khu kia là một cô gái Mông đấy, dân tộc Mông ở Bản Ven, một diễn nhà coi như là đúng rồi, càng nhiều càng tốt. Mỗi người 1.000, 10 người là 10.000, kiếm mấy triệu view luôn. Đây này, ngồi bên này chung mấy ngồi rồi. Đây này, giấy đây này. Ngồi đúng chỗ chung không phải ngồi ấy. Đây ngồi như này. Kèm nhất là kênh châu Phi. Quang Linh bị hai quy lên lớp nhiều. Quang Linh lên lớp. Quang Linh nhiều. Đông bao lồ Linh con ít rồi là Hùng Ca Ca rồi là Tiến. Nhớ. Đây đây.